Bạn thường có mã giảm giá trên Google Play như này nhưng không biết sử dụng thế nào, toàn để mã hết hạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng mã giảm giá này trong game Free Fire, nhận 310 kim cương chỉ với 7.000. Bước đầu tiên là vào game nè. Lưu ý là email dùng để xác minh mua hàng phải là email có mã giảm giá thì mới áp dụng được mã. Nếu bạn có mã giảm giá nhưng khi ấn mua mà nó không áp mã cho thì nghĩa là bạn đang dùng email khác để xác minh. Lúc này bạn cần phải đổi về email có mã giảm giá để xác minh mua hàng thì mới dùng mã được. Mọi người có thể ấn vào đây để thay đổi phương thức thanh toán. Ở đây mình thanh toán bằng SIM Viettel nên chọn Viettel Telecom.